Cơ cấu mặt hàng của Israel và Việt Nam có sự bổ sung lẫn nhau, không cạnh tranh trực tiếp. Điều này tạo điều kiện để Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu nhiều mặt hàng thế mạnh sang Israel và giúp Việt Nam có điều kiện tiếp cận các mặt hàng công nghệ cao của Israel. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên trong buổi tiếp và làm việc với ông Nadav Eskar, đại sứ Israel tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao sự phát triển không ngừng trong quan hệ song phương trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, Israel vẫn đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. Israel hiện là đối tác thương mại thứ 5 của Việt Nam tại khu vực Tây Á và Việt Nam cũng là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Israel tại thị trường Đông Nam Á nhằm đạt được kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Hai bên đã cùng nhau trao đổi những thông tin trong việc hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, cơ chế trao đổi thông tin, các tiêu chuẩn cho mặt hàng xuất nhập khẩu có kim ngạch lớn giữa hai bên, các vấn đề về đầu tư, chuyển đổi và chuyển giao công nghệ số. Đặc biệt cùng nhau thảo luận việc đàm phán FTA Việt Nam Israel được khởi động từ năm 2015 đang ở những bước cuối cùng, dự kiến sẽ được ký kết trong năm 2022 kỳ vọng sẽ tạo đột phá mới cho quan hệ song phương hai nước